Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai, đại diện kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sự kiện vô cùng quan trọng, một bước ngoặt lịch sử đã làm thay đổi cục diện thế giới, cuộc cách mạng Hoa Kỳ năm 1776. Tôi luôn tự hỏi, điều gì đã thôi thúc những người dân thuộc địa đứng lên chống lại đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ? Thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử, ông Phạm Văn Tuấn, để giải đáp những thắc mắc này. Xin chào ông Tuấn. Xin chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Rất vui được chia sẻ với các bạn về cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Ngọc Mai hỏi điều gì đã thôi thúc người dân thuộc địa đứng lên? Tôi lại muốn hỏi ngược lại, nếu bạn bị áp bức, bị tước đoạt quyền lợi, bạn sẽ làm gì? Ồ, câu hỏi này thật khó. Tôi nghĩ tôi sẽ phản kháng, nhưng để chống lại cả một đế quốc thì hơi đáng sợ đấy. Đúng vậy, đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Nhưng hãy tưởng tượng bạn là một người nông dân ở Mỹ, đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, bạn có thể tự làm ra mọi thứ. Rồi bỗng nhiên, chính quyền ở tận bên kia đại dương, cách xa hàng ngàn cây số, bắt đầu áp đặt đủ loại thuế má lên bạn, kiểm soát việc buôn bán của bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn là rất bực bội. Nhưng tôi nghĩ ban đầu người dân thuộc địa cũng chỉ muốn được đối xử công bằng hơn thôi, chứ chưa nghĩ đến chuyện độc lập, đúng không ạ? Đúng như Ngọc Mai nói, ban đầu người dân thuộc địa chỉ muốn được hưởng những quyền lợi như công dân Anh Quốc. Họ muốn có đại diện trong quốc hội, muốn được tự quản lý việc thuế má, muốn được tự do buôn bán. Nhưng chính quyền Anh lại không hiểu điều đó. Họ coi các thuộc địa chỉ là nguồn cung cấp tài nguyên và thị trường tiêu thụ hàng hóa. Họ liên tục ban hành các đạo luật hà khắc, đánh thuế lên đủ thứ, từ đường, rượu, giấy đến cả tem thư. Và đặc biệt, vụ việc công ty Đông Ấn được độc quyền bán trà đã châm ngòi cho cuộc bùng nổ. Vụ tiệc trà Boston nổi tiếng tôi đã từng nghe nói đến nó, nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. Ông có thể giải thích thêm cho tôi và quý vị khán giả được không? Chắc chắn rồi. Hãy tưởng tượng bạn là một thương nhân ở Boston. Bạn phải cạnh tranh với một công ty khổng lồ được chính quyền hậu thuẫn, được miễn thuế, bán hàng với giá rẻ mạt. Bạn sẽ làm gì? Người dân Boston đã chọn cách ném toàn bộ số trà của công ty này xuống biển. Đó là một hành động phản kháng mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình. Thật bất ngờ, hành động này đã dẫn đến những hậu quả gì ạ? Chính quyền Anh đã đáp trả bằng 5 đạo luật cố chấp, siết chặt quản lý đối với các thuộc địa. Họ đóng cửa cảng Boston, hạn chế quyền tự trị, cho phép binh lính Anh đóng quân trong nhà dân. Những đạo luật này càng làm tăng thêm sự bất mãn của người dân thuộc địa, đẩy họ đến gần hơn với quyết định ly khai. Vậy là, từ mong muốn được đối xử công bằng, người dân thuộc địa đã dần nhận ra rằng họ cần phải độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình. Thật là một quá trình đấu tranh gian khổ. Chính xác. Và để nói về quá trình đấu tranh này, chúng ta không thể không nhắc đến những trận đánh quan trọng, từ Lexington, Concord, Bunker Hill đến Saratoga và cuối cùng là Yorktown. Mỗi trận đánh đều là một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường của quân đội lục địa dưới sự lãnh đạo tài tình của tướng George Washington. Tôi nghe nói quân đội lục địa lúc đầu rất yếu kém, thiếu thốn đủ thứ, vậy mà họ đã chiến thắng được quân đội Anh hùng mạnh. Điều này thật kỳ diệu. Đúng vậy. Quân đội lục địa thiếu kinh nghiệm, thiếu vũ khí, thiếu quân trang, thiếu cả lương thực. Nhưng họ có một thứ mà quân đội Anh không có, đó là tinh thần chiến đấu vì tự do, vì độc lập. Họ chiến đấu trên chính mảnh đất của mình, được sự ủng hộ của người dân. Và đặc biệt, họ có George Washington, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo vĩ đại. Và cuối cùng, bản tuyên ngôn độc lập ra đời, đánh dấu sự ra đời của nước Mỹ, thật là một khoảnh khắc lịch sử trọng đại. Bản tuyên ngôn độc lập không chỉ là lời tuyên bố ly khai khỏi Anh Quốc, mà còn là tuyên ngôn về quyền con người, về quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho các cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Cảm ơn ông Tuấn đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và bổ ích về cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Qua câu chuyện của ông, tôi càng thêm ngưỡng mộ lòng dũng cảm và tinh thần quật cường của người dân Mỹ ngày ấy. Quý vị thính giả thân mến, cuộc trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt.